Hôm nay mình sẽ cho con sóc mình ăn trái chôm chôm này nha mọi người. Mình sẽ không lột vỏ nó luôn. Đi ra kẹt vỏ vậy. Đi ra kẹt vỏ vậy. Nó đứng ngay cái cửa không mà kẹt giò kẹt tay đó nè. Dụ nó để qua đây mình mở cửa lại. Khó lắm các bạn ơi. Nè mình mở cửa luôn mà nó cũng đâu ra đâu, tại nó hàm lắm. Đây các bạn. Nó đang ăn cái chôm chôm luôn các bạn ơi. Nó lột vỏ là không phạm tới cái thịt luôn các bạn. Ghê chưa, ghê chưa? Thôi để nuôi. Nó lột thấy chưa? Ngon sóc. Ngon không, ngon không? Nó cầm trái chôm chôm như gọn hơn không các bạn? Thả nó ra nó cũng đâu chạy nhà khác đâu mà tại nó phá. Tại nó phá luôn. Nó phá quá mới nhốt rồi các bạn. Nó ăn nhấp nháy rồi hết trái chôm chôm luôn rồi. Con này chắc nó phải thả vô cái vườn chôm chôm cho nó ăn chứ. Ăn dữ các bạn. Mới là gần hết trái chôm chôm rồi. Các bạn hãy đăng ký để theo dõi thêm nhiều video tiếp theo nha các bạn. Ăn dữ chưa? Lúc trước mình tới ăn cặp nữa mà nó mình cho nó ăn cơm với ăn này kia là chết rồi. Giờ còn có một con à. Lúc trước mình nhiều lắm này các bạn. Nè ở đây là cũng có nè. Đây nè. Đó, mình lòng nhóc luôn các bạn. Thằng có bảy đùi đi kìa lại.